Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Chuyến bay mang số hiệu VN0054 từ Anh về Việt Nam vào rạng sáng ngày 2 tháng 3 năm 2020. Sau đó ít ngày vào ngày 6 tháng 3 thì Hà Nội đã có một đêm không ngủ khi ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên và cũng là trường hợp thứ 17 của Việt Nam, chấm dứt chuỗi liên tiếp 22 ngày Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới tại thời điểm lúc bấy giờ. Ngay lập tức thì những người có liên quan đến chuyến bay được kiểm soát sức khỏe và kết quả là có tổng cộng 16 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên chuyến bay này. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay trong trò chuyện cuối tuần chính là một trong 16 trường hợp đã dương tính ấy. 14 ngày cách ly theo dõi và cũng thêm khoảng chừng ấy ngày điều trị Covid-19. Đây có lẽ là một tháng 3 nhiều cảm xúc nhất, khó khăn, đáng sợ và cũng thật đáng nhớ với Lê Thị Quyên, bệnh nhân số 59, một thành viên của phi hành đoàn trên chuyến bay VN0054 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Sau khoảng thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, với 3 lần xét nghiệm âm tính, Quyên đã là một trong 27 trường hợp được công bố khỏi bệnh sáng 30 tháng 3 vừa qua và hiện đang trong những ngày cuối cùng theo dõi sức khỏe trước khi trở về với gia đình. Thưa quý vị, và đây chính là khách mời của chúng ta. Bạn Lê Thị Quyên là một trong những thành viên của phi hành đoàn trên chuyến bay VN0054. Sau một khoảng thời gian điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì bây giờ bạn ấy đã chuẩn bị được về với gia đình rồi. Chào Quyên. Dạ vâng, chào anh Sơn Lâm và khán giả của Chuyển Động 24 giờ ạ. Vâng, có lẽ lúc này thì nhiều quý vị khán giả sẽ giống tôi đều muốn được nhìn xem là dung nhan của Quyên là như thế nào, xem nụ cười của bạn ấy tươi tắn ra sao khi mà sắp sửa được về với gia đình. Tuy nhiên theo quy định của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì tất cả các người bệnh đang điều trị ở trong đó là đều phải đeo khẩu trang, đúng không Quyên? Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Bây giờ em cập nhật một chút về sức khỏe của em đi. Dạ vâng, thưa anh Lâm thì hiện tại sức khỏe của em khá là ổn định. Chỉ chờ lệnh của bác sĩ sẽ được tăng về thôi ạ. Sau khi trở về nhà thì chắc là em phải ôm bố mẹ thật chặt và ăn một bữa cơm thật ngon. Bây giờ em rất là thèm cơm của bác. Tiếp tục câu chuyện, anh nghĩ là mình nên quay trở lại với cái thời điểm mà của ngày 2 tháng 3, rạng sáng ngày 2 tháng 3. Làm gì có ai có thể biết được rằng là trong chuyến bay ngày hôm đó lại có tới những 16 người dương tính với SARS-CoV-2. Cái chuyến bay đấy là một chuyến bay rất là bình thường và không ai biết được là chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi nhận được thông tin như vậy thì cả phi hành đoàn rất là sốc. Trên chuyến bay thì mình công ty Vietnam Airlines thì có chuẩn bị cho tiếp viên khẩu trang, găng tay và tất cả những cái vật dụng như là khử trùng hay là xịt khuẩn các thứ. Tuy nhiên thì cũng khi mà mình tiếp với hành khách thì có thể rằng là mình sẽ lây qua đường mắt hay là có bất cứ một cái điều gì đó, bởi vì trong suốt chuyến bay 13 tiếng đồng hồ thì có thể có một cái sơ suất nào đó. Lúc mà nghe tin rằng là mình sẽ phải đi cách ly thì em đã khóc, vì em rất là hoang mang. Cái việc làm đầu tiên mà bọn em làm ấy là đi khử trùng nhà, thay ga giường và tráng lại hết nước sôi bằng nước sôi tất cả các bát đũa trong nhà và thông báo với tất cả mọi người rằng là mình đang là F1. Nhưng mà sau đấy thì anh thấy có một cái khoảng thời gian mà có kết quả xét nghiệm những cái lần đầu tiên ấy, thì tất cả các thành viên của phi hành đoàn đều cho kết quả âm tính, trong đó có em. Hẳn lúc đấy là sẽ vui, đúng không? Nhưng sau đấy có mấy ngày thôi thì lại có một cái kết quả khác. Dạ vâng, đó là một ngày mà rất là nhiều các cung bậc cảm xúc mà bây giờ cũng không thể diễn tả được hết. Bởi vì đó thì mọi người cũng chỉ gần đến ngày về rồi, gần thực hiện chỉ còn đâu có 3-4 ngày nữa thôi. Thì bỗng nhiên là em có một số triệu chứng nghi ngờ. Khi biết tin như vậy thì mọi người cũng bỏ ăn luôn. Và em được tin rằng là các chị cũng ngồi khóc thương, bởi vì một là thương, hai là lo và sợ nữa. Bởi vì bản thân em là sống khi mà cách ly là ở chung phòng với các chị mà. Còn em thì em chỉ lo thôi chứ em không sợ. Em lo cho bố mẹ, bởi vì bố mẹ thì vừa nghĩ rằng là mình, con gái mình sắp được về rồi thì bây giờ lại dương tính thì mẹ em cũng rất là hoảng sợ, mẹ em khóc rất là nhiều. Tuy rằng là mình dương tính thật đấy, nhưng mà em nhận được rất nhiều yêu thương từ lãnh đạo cơ quan, từ các anh chị đồng nghiệp, bạn bè và một động viên lớn nhất là gia đình của em. Em rất là bất ngờ tại vì có rất nhiều các cô giáo rồi các anh chị đồng nghiệp đã làm thơ tặng em. Và em còn hóa ra là mình được yêu thương nhiều như vậy. Tuy nhiên thì lúc đấy em rất là hơi buồn một chút, bởi vì các anh chị đồng nghiệp của mình á, thì bắt đầu đối diện với cái tức là bị xã hội kỳ thị, hàng xóm láng giềng họ nhìn với một cái ánh mắt rất là khác và cảm giác như là mình đang mang cái con virus đấy về Việt Nam ấy. Có những bạn mà khi mà đi thuê nhà thì bị chủ nhà nói rằng là thôi cháu đi ra chỗ khác ở đi, bởi vì chú cảm thấy là ở đây không an toàn. Em tự tâm niệm với bản thân mình rằng là khi mà mình bị xuống tinh thần, khi mà mình cảm thấy buồn, khi mà mình có một cái gì đấy hoang mang thì nó sẽ là tạo cơ hội để cho cái con virus đấy nó sẽ lây lan trong cơ thể mình, và có thể là nó sẽ phá hủy mình nhiều hơn. Nên là em sẽ cố gắng bình tĩnh, mình chỉ nghe như vậy thôi. Có thể là sau này mọi người sẽ hiểu và sẽ cảm thông hơn, có những thái độ tích cực hơn đối với bọn em vậy thôi ạ. Bây giờ hãy nói thêm về khoảng thời gian em điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đi. Lúc này thì anh nghĩ rằng cái nỗi lo ban đầu nó sẽ qua nhanh thôi, bởi vì bên cạnh em là rất nhiều những y bác sĩ và họ luôn luôn sẵn sàng ngày đêm để mà điều trị cho từng bệnh nhân. Em cảm nhận được rằng đối với em họ thực sự là những người thiên thần. Về em nghe được rằng là từ khi dịch bệnh thì các bác sĩ ở đây đều không được về nhà, nên là cái cảm và bác sĩ có tâm sự rằng là họ không sợ dịch bệnh, tất cả các bác sĩ ở đây đều không sợ dịch bệnh, họ sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà cái cảm giác buồn, bởi vì có thể rằng là ở ngoài kia mọi người vẫn còn đang chủ quan rất là nhiều và họ đang phải chiến đấu rất là mệt mỏi mà phải xa gia đình, đấy là những cái nỗi buồn của họ thôi, còn họ không hề sợ dịch bệnh. Nếu mà nói về một ngày ở đây thì em sẽ có thể điểm qua những hoạt động như thế nào? Những cái hoạt động thì chỉ gói gọn ở trên giường và ở trong bệnh, trong một cái không gian rất là nhỏ hẹp thôi, nên là em chỉ tập trung vào đọc sách, xem phim, rồi là tập thể dục thể thao khi mà mình cảm thấy mệt mỏi thôi. Và cũng rất vui bởi vì mình cũng kết bạn được với một số bạn ở trong này, và mình cũng nói chuyện, và hàng ngày thỉnh thoảng thì cũng có trốn bác sĩ một chút để đi ra ngoài gặp nhau, sau đó lại đi vào. Nếu như bây giờ có một cái lời nhắn gửi gì đó gửi đến cộng đồng thì em sẽ nói gì khi mà tất cả chúng ta, như em nói đấy, đang gồng mình để chiến đấu với Covid-19? Tất cả chúng ta những người dân, chúng ta cũng là một chiến sĩ, và mình chiến đấu bằng cách là nghiêm túc thực hiện tất cả các chỉ đạo và khuyến cáo của Đảng và Nhà nước. Việc cách ly cũng không hề đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Cách ly là để làm gì? Là để bảo vệ bản thân mình, bảo vệ những người thân và toàn thể cộng đồng. Và lỡ như chúng ta có thể tham gia điều trị đi chăng nữa thì cũng không quá đáng sợ, bởi vì chúng ta chỉ cần bình tĩnh và đón nhận nó với một tinh thần lạc quan nhất, tích cực nhất, tất cả mọi thứ sẽ qua đi và chúng ta sẽ chiến thắng.